Hello, hello, Dậm xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã đến kênh Túc Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Thì bữa hôm nay em xin phép gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn có một cái tiêu đề gây cho rất là nhiều người sự tò mò: tìm gái còn trinh. Và cái kết bất ngờ quý vị ơi, đây là một cái câu chuyện có thật của một cái anh chàng này. Ảnh ở Mỹ, ảnh đã có một cái chuyến đi về Việt Nam. Và cái chuyện tình này nó ra sao, mến mời quý vị cùng thưởng thức. Em xin phép kể từ A đến Z đầy kịch tính giống như trong phim nha quý vị. Câu chuyện như thế này là có một cái anh chàng này, ảnh năm nay là cũng 25 tuổi rồi mà ảnh chưa có vợ. Ảnh có một cái ông chú, ông chú thì bốn mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ luôn. Mà đàn ông mà đến tuổi từ tuổi này mà chưa có vợ con gì hết thì nó thấy trong lòng cũng khó chịu, mà nó bứt rứt, nó day rứt, nó làm sao á. Cho nên là ông chú quyết định là sẽ đi tìm vợ. Thì anh này anh cũng nghĩ chứ bây giờ mình cũng đi theo chú luôn, đi tìm vợ. Và giống như đi tìm cái cô gái nào mà cái như cái ngàn vàng đó quý vị đó. Thì thời buổi nay mà tìm một cô gái mà vừa đẹp mà vừa còn cái đó nữa thì khó lắm. Khó như là khó nhưng mà không phải là không có cách đó. Thì mình tìm rồi mình sẽ gặp thôi. Thế là hai chú cháu quyết định là mua vé bay về Việt Nam. Thì trong cái chuyến đi chơi này vừa kết hợp là lâu năm là được về thăm quê hương Việt Nam và kết hợp với là đi tìm những cô gái này, giống như họ đi mua đó quý vị, đi mua trinh á, chứ không phải là đi tìm vợ. Nếu được thì cưới luôn, còn nếu không được thì thôi, đi mua trinh quý vị ha. Thì mới nhờ người mai mối, thì có cái bà này là bà chuyên gia đi mua trinh cho mấy ông đại gia. Thì á, lúc đó đó là hai chú cháu này mới tìm cái bà này. Cái bà này bà mới tìm đâu dưới quê đó, có một cái gia đình này có tới 7 người con gái luôn, mà cô nào cô nấy đẹp như là nàng tiên vậy đó. Thì có một cái cô chị năm nay cũng 35 tuổi rồi mà chưa có chồng, và một cô em gái cũng khoảng chừng 20 tuổi, rất là đẹp. Hai chị em xinh đẹp lắm, nước da trắng hồng mà mái tóc dài, cái đôi mắt đen mà dễ thương á. Thì khi mà nghe bà môi giới bà nói là có hai người Việt Kiều từ Mỹ về muốn mua trinh, thì hai chị em này đồng ý, họ đồng ý đi bán để lấy tiền để lo cho cha mẹ của mình. Thì do là cái sự hiếu thảo của hai cô gái này, thấy là ba mẹ mình sống trong cái cảnh thiếu nợ rồi, nhà thì nhà lá, mấy đứa em thì không có tiền ăn học, cho nên là hai cô chị này muốn hy sinh cái cuộc đời của mình để mà có tiền để lo cho gia đình. Cô này của cô, hai cô gái này rất là hiếu thảo. Thì khi mà cái bà mai mối này bà lợi bà nói với hai anh Việt Kiều là có hai cái cô gái rất là xinh đẹp muốn bán, thì họ đồng ý mua. Thì khi đó đó là cái bà mai mối bà dắt đến một cái khách sạn mà hai anh Việt Kiều đang ở nè. Thì khi mà hai cô gái này ra mắt á, thì hai anh Việt Kiều này nhìn thì rất là bất ngờ, bởi vì hai chị em rất là đẹp, nhưng mà cô chị á lớn tuổi hơn chút xíu nhưng mà cũng còn rất là ngon cơm luôn. Thì khi mà nhìn á thì họ cũng vì tiền để mà lo cho gia đình thôi. Hai cô gái này cũng nhắm mắt vậy đó, ai muốn làm gì làm vậy đó. Khi mà vô khách sạn rồi thì cũng như hai chú cháu mới bàn tính nhau. Bây giờ bà mấy mối bà nói một cái bà chị này á thì lớn tới 35 tuổi lận, còn cô em mới có 20 thôi, mà coi như là họ đồng ý đi bán trinh á. Thì hai chú cháu mới tính bây giờ con chọn ai, chứ chú thì hương đồng cỏ nội thì chú thích, nhưng mà cái tuổi tác á đối với chú thì nó không thành vấn đề. Cho con á, con muốn chọn gì con chọn trước chú đi. Thì cái anh chọn là anh nói con muốn chơi đồ cổ, cho nên là con muốn chọn cô chị. Thì cô chị cũng đồng ý, và ông chú thì ông chọn cô em gái. Thì hai người cũng như là thỏa thuận xong rồi, cũng đồng ý xong xong xuôi thì bắt đầu là cũng cảm ơn bà mai mối, rồi họ mới dắt hai cô gái này đi ra ngoài biển để mà tìm hiểu, để mà nói chuyện với nhau, để giao lưu trước khi mà cái chuyện mua bán này bắt đầu xảy ra đó. Thì hai cô gái này bắt đầu cũng đi biển luôn, tại vì bây giờ cái anh này anh kêu đi đâu đi đó thôi chứ cũng đâu biết gì. Thì bắt đầu là lần đầu tiên mà cô gái được lên một chiếc xe du lịch khá là sang trọng, chở ra một cái bãi biển rất là đẹp. Thì ban ngày thì khi mà hai cô gái này đi biển rồi đi ăn, đi uống, đi này nọ kia nói chuyện với hai anh này thì rất là vui vẻ. Cái đêm đầu tiên thì họ không có làm cái gì á, hai chị em là coi như là đi chơi, đi ăn uống thôi, rồi khi nào mệt thì đi về khách sạn nghỉ. Nhưng cái đêm số 2 á thì khác ở đây là bắt đầu là cô gái cũng có sự chuẩn bị trước
rồi, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì mình cũng sẽ vượt qua được, bởi vì đây là cái lựa chọn của hai chị em mình. Thì tới khi mà đi ra ngoài biển á, thì nói thẳng ra đó là hai chị em đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Thì tới khi mà cái cô chị này của đi ra biển với cái ông chú á, thì cái ông chú cũng hỏi về hoàn cảnh, hỏi về cái này cái kia trên trời dưới đất vậy đó. Thì cái cô chị mới nói chuyện, thì ông chú cảm tội thấy thương cái hoàn cảnh đó. Thì tối hôm đó thì đi về khách sạn, thì cô chị đi về khách sạn thì cô chị ở chung phòng với là cái ông chú, còn cái ô cô em gái thì ngủ chung phòng với cái anh cháu ha. Thì khi mà ở chung một phòng như vậy á, một nam một nữ mở chung phòng á, thì bên cạnh là chiếc giường ngủ. Thì nhiều người sẽ nghĩ là cái chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đến thì mến mời quý vị cùng lắng nghe em kể tiếp quý vị ha. Cái chuyện này nó ly kỳ kịch tính lắm. Khi mà vô trong một cái phòng vậy đó, thì cô chị mới nói là bây giờ anh muốn làm cái gì làm đi, em đã đồng ý rồi với cái giá cả gì rồi đó, thì anh mua chinh thì anh cứ làm gì làm đi. Nhưng mà cái anh chàng này mới nói, chứ ông chú này mới nói, bây giờ anh muốn dắt em ra bãi biển đêm, anh có chuyện này anh muốn nói với em. Thì cái ông chú này mới dắt cái cô chị đi ra ngoài biển. Cô chị nghĩ là chắc có lẽ là anh này ảnh thấy trong phòng nóng quá, ảnh muốn đi ra biển thôi. Cũng không ngờ là anh ta đã làm một cái điều không thể ngờ quý vị. Đó là khi mà dắt cái cô chị đi trên biển, anh ta nắm tay cô chị và anh ta quỳ gối xuống. Anh ta nói rằng anh muốn cưới em làm vợ. Thì cái cô chị run rẩy, cô chị rớt nước mắt và nghĩ rằng đây chỉ là trong giấc mơ thôi, làm gì có cái chuyện này. Giống như là cô chị là 35 tuổi rồi, đó giờ là coi như không có ai, không có mối tình nào hết. Tại vì tối ngày cứ lo làm ruộng làm rẫy để có tiền để lo cho mấy đứa em ăn học thôi. Không có nghĩ là ngày hôm nay là có một cái chàng hoàng tử với kiều mỹ quỳ gối trước chân mình và dưới chân mình, và cầm trên tay là một chiếc nhẫn hồng xoàn ban đêm mà lấp lánh quý vị. Thì cô ta mới khóc, cô ta mới nói là anh cất cái chiếc nhẫn vào cầu đi, tại vì em á là em đến đây là để bắn chinh chứ không phải là để nghe anh cầu hôn, bởi vì em không tin vào tình yêu và em không tin rằng đây là một sự thật. Anh có thể tát em một cái nhẹ nhàng em không, để em biết đây là giấc mơ hay là sự thật. Thì anh ta nói rằng em đừng có nghĩ đây là giấc mơ, đây là sự thật. Bởi vì anh mới bắt đầu thì anh đi mua trinh thiệt, nhưng mà khi mà anh gặp em rồi, mấy bữa nay anh đi chơi, đi ăn, đi uống và anh tìm hiểu về cái tính cách và con người của em, thì anh đã sống từng tuổi này rồi, thì anh nghĩ rằng đây là một cái quyết định mà không có sự lầm lẫn. Tại vì anh là một người đàn ông đã lớn tuổi rồi, cho nên là anh muốn có một cái cô vợ để mà cùng mình sống đến hết cuộc đời còn lại, và anh nghĩ rằng em là người phù hợp với anh nhất. Thì cái cô gái này á, cổ khóc, cổ nói rằng em rất là cảm động trước cái tấm chân tình của anh, nhưng mà em biết là liệu anh có thật lòng với em hay không. Thì anh ta nói rằng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra hết, và anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, hy vọng rằng em đồng ý lấy anh làm vợ nha em. Thì cô gái ôm chàng trai và khóc nức nở. Một cái mối tình nó đẹp giống như là chuyện cổ tích. Ban đầu chỉ là đi mua trinh thôi, nhưng sau đó là một cái chuyện tình mà giống như Romeo và Juliet thì quý vị, rất là lãng mạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì lắng nghe câu chuyện của em. Đây là một cái câu chuyện có thật như quý vị. Xin cảm ơn quý vị và xin chào, hẹn gặp lại đại gia đình trong những clip tiếp theo. Xin chào.